hai bàn sau khi hiệp đấu đầu tiên khép lại, và họ đã bất ngờ có được hai bàn gỡ ngay trong đầu hiệp hai. Và va chạm rất mạnh giữa các cầu thủ hai bên. Ngay lập tức thì trọng tài đã phải yêu cầu các nhân viên y tế vào sân để trợ giúp cho cầu thủ của U23 Campuchia. Một tình huống va chạm nguy hiểm ở vùng đầu. Đang có những lo lắng nhất định đối với huấn luyện viên Keisuke Honda. Thực sự là một pha bóng rất nguy hiểm. Tình huống tiếp đất trong thế bị động hoàn toàn của cầu thủ bên phía U23 Campuchia. Huấn luyện viên Keisuke Honda đã mất đi tiền đạo chủ lực PC ngay trước khi SEA Games 31 chính thức khởi tranh. Cùng với đó, trong hiệp 1 thì đội bóng này cũng đã phải đưa ra những quyết định thay đổi người bất đắc dĩ. Cũng có rất đông các cổ động viên của U23 Campuchia đã đến với sân Thiên Trường ngày hôm nay để cổ vũ cho đội bóng của mình. Và tất nhiên là có rất nhiều các cổ động viên của U23 Lào và các cổ động viên của tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Những hình ảnh rất đẹp của bóng đá Việt Nam trên sóng quốc tế. Có vẻ như đã có những tín hiệu tích cực hơn với tình hình chấn thương của cầu thủ bên phía U23 Campuchia. Hãy cùng hy vọng. Vâng, cái giơ tay của cầu thủ mặc áo số 8 bên phía U23 Campuchia cho thấy rằng có thể những lo lắng đã qua đi. À, đúng như vậy, cầu thủ của U23 Campuchia đã có thể đứng dậy được. Đó là cầu thủ mang áo số 5. Cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 1, Fasoka. Và những tràng vỗ tay cũng đã được dành cho Fasoka để động viên tinh thần của cầu thủ này. Cái thở phào nhẹ nhõm của các cầu thủ cũng như là huấn luyện viên Keisuke Honda. Fasoka thậm chí đã có thể tiếp tục thi đấu. Và có vẻ như cầu thủ này vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho dù những nhân viên y tế hay những người đồng đội đang suy nghĩ khác. Một tình huống va chạm phải nói là không may mắn. Và thẻ vàng được rút ra dành cho cầu thủ mang áo số 16. Cầu thủ có cái tên rất ngắn gọn, Ad